Nhà cầm quân danh tiếng của AS Roma, Jose Mourinho cho rằng Antonio Cassano chỉ là một cựu cầu thủ quá rảnh rỗi và khi có tư thù cá nhân với ai thì chỉ trích người đó. Mọi người đều được tự do với sở thích của mình và đưa ra những lời chỉ trích. Nhưng khi nói đến những người khác như trường hợp của Antonio Cassano thì lại khác, anh ấy bận rộn vui chơi trong khi những người khác làm việc. Jose Mourinho nói sau trận AS Roma thắng Torino 1-0 rạng sáng ngày 9 tháng 4 để vươn lên hạng 3 giải Serie A. Huấn luyện viên Mourinho không bận tâm nhưng nay cũng phải lên tiếng trước những chỉ trích liên tục của Antonio Cassano. Trong các năm qua, Cassano đã chỉ trích rất nhiều về công việc của Jose Mourinho tại AS Roma thông qua kênh Bobo TV trên mạng xã hội. Cựu cầu thủ Ý này cho rằng Jose Mourinho chỉ giỏi về mặt truyền thông và không biết cách huấn luyện. Thậm chí còn cho rằng AS Roma sẽ chẳng tiến tới đâu dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, dù mùa trước chính người đặc biệt đã giúp đội bóng thành Rome vô địch giải Europa Conference League. Mùa này AS Roma có ngân sách mua sắm cầu thủ rất hạn hẹp nhưng vẫn đang đua tranh top 4 giải Serie A vào tứ kết giải Europa League gặp Feyenoord thi đấu trận lượt đi giữa tuần sau. Nếu họ chỉ trích AS Roma hay Mourinho tôi không quan tâm vì họ chỉ thích đùa mà thôi. Cassano đã chơi cho AS Roma, Inter Milan và Real Madrid. Ở Madrid anh ấy được nhớ đến chỉ với chiếc áo khoác của mình. Với AS Roma anh ấy đã giành được siêu cúp Ý mà không cần thi đấu. Còn với Inter Milan anh ta thậm chí còn không giành được danh hiệu giải đấu ngày chủ nhật ám chỉ việc được ra sân mỗi tuần. Bạn đã biết những gì tôi giành được với Inter Milan, Real Madrid và AS Roma rồi đấy. Anh ta có lẽ đang có vấn đề với tôi, nhưng tôi sẽ không có vấn đề gì với anh ta cả. Huấn luyện viên Mourinho kết luận trong cuộc họp báo sau trận AS Roma thắng Torino. Hợp đồng hiện tại giữa Jose Mourinho với Roma vẫn còn đến hè 2024. Tuy nhiên, tương lai của ông tại sân Olimpico lúc này trở thành một dấu hỏi lớn. Nhiều nguồn tin cho rằng vị chiến lược gia này và ban lãnh đạo đội bóng đã xảy ra mâu thuẫn về chính sách chuyển nhượng. Trong lúc tương lai bất ổn, Mourinho được cho là đã nhận được một lời đề nghị cực khủng tới từ châu Á. Một số nguồn tin cho biết những quan chức cấp cao của Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia đã cố gắng tiếp cận cựu thuyền trưởng Manchester United để mời ông về dẫn dắt đội tuyển quốc gia của họ. Theo Corriere dello Sport, Mourinho sẽ là huấn luyện viên nhận lương cao nhất thế giới nếu nhận lời dẫn dắt đội tuyển Saudi Arabia. Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia muốn người đặc biệt ký hợp đồng 2 năm, nhận lương 60 triệu euro một năm. Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha có quyền chủ động dừng hợp đồng sau năm đầu tiên. Nếu tiếp tục gắn bó với tuyển Saudi Arabia đến năm thứ hai, Mourinho phải gia hạn hợp đồng đến hết World Cup 2026. Hiện tại, mức lương của Mourinho tại Roma vẫn là 7 triệu euro mỗi năm. Lúc này, Real, Chelsea và PSG được cho là những câu lạc bộ muốn có sự phục vụ của Mourinho.